tay của em ấy, thực ra mà khi mà tiếp xúc với bên thậm chí liên tâm của thầy mới biết là đúng là cái tay này thì vì trước đây là cái thời trang trẻ thì đại khái cũng có hoa nghị nhưng mà rồi mà mình cũng không để ý, nhưng mà nếu mà sau này để ý thì nó cái gì nó teo không quan trọng, có thể là mình hoạt động nhiều thì cái tay mình nó nở lên, còn tay hoạt động không nhiều thì nó không có do đó, nhưng mà giờ cái đau đớn nó nằm ở giờ nó đau thương, nó đau ở ngay cái cung đây. Và rồi bắt đầu là thi thoảng mà ra còn mấy tháng sau này nó đau lên đây, rồi nó lên đây nó đau nửa đâu mà nó đau từ tầm khoảng độ 5 giờ chiều cho đến khoảng 9 giờ đêm rồi cứ đau đây. Mà anh có trình đã chưa ở gan và cổ luôn chưa biết tại vì anh em bị tổn thương cuộc sống cổ này, mọi người hiểu không? Cái này là do cuộc sống cổ rồi, cho nên nó khi mình trình đá là chung cùng một lúc cái gan cái cổ, cái cổ là dùng cái khăn ra đăng á, cái đầm đăng đây cái cổ mới nằm thì nó mới dứt được, chứ còn cái gan không chứa đủ. Anh này bị hai thứ ha. Rồi còn gan đó là bắt buộc rồi, tại vì anh có dấu hiệu sao ở trên ngực rồi, tức là gan có vấn đề rồi. Mà nếu anh không nhậu nữa thì cái chuyện đó là do thuốc lá thôi, đó là tổn thương gan của anh rồi. Do đó bây giờ chỉ có duy nhất để cứu anh được á là phải chườm đá vừa gan vừa cổ và chườm liên tục, giờ không ngưng nữa, giống như anh nghe gì đó Thọ. Anh Thọ đó ha. Anh Thọ là chườm đá như vậy là 2 năm mấy nay rồi, không có bỏ ngày nào. Mà cái điều quan trọng là nó cải thiện cho cơ thể rất nhiều. Nhưng mà tôi hỏi anh Thọ có hút không khí chưa? Hút nhiều. Và chỉ có hút không khí thì mới thấy cái giá trị của chùm đá. Mà có chùm đá mà vừa hút không khí mới thấy giá trị của cái này. Tôi nói ha. Anh nào mà béo phì hút nhanh xuống cân. Nhanh xuống cân. Nhưng mà có điều một cái nữa này. Chính xác. Là cái điều quan trọng là như tôi á, là trước đây á, tôi bị ngoại tâm thu. Mà tôi dùng thuốc cũng nhiều lắm nha, mà cái ngoại tâm thu nó không giảm. Nhưng mà từ khi tôi hút không khí giờ ngoại tâm thu không còn nữa. Cái điều đó là cái điều rất là độc đáo. Thì thôi bây giờ trở lại cái chuyện dùng cho anh. Thì bây giờ là anh giơ tay lên đi, anh giơ tay lên thử coi. Hấp, anh ngồi xuống đây anh giơ tay, một tay này trước. Rồi bỏ tay kia lên xuống, rồi tay kia. Có hơi chậm chút không? Hơi chậm tí xíu thôi. Như hôm qua là ai giơ, ông giơ tay phải không? Ông là giơ tay là bị chậm hơn nhiều. Bây giờ thì tối này nhẹ không? Không biết à. Ôi trời ơi, quá đẹp. Ok. Mà thấy nhẹ cái tay ghê hết. Ok, cứ vậy đi. Hôm nay đi không thấy nó tê tay nữa. Tê tay này đi xe máy không tê tê nữa. Không tê tê nữa, ok. Rồi, bây giờ co tay lên đó. Ông này ngon là đâu? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, cái tay này. Nói cái hết ngon rồi. Nói dọa cho anh em nó ráng. Không? Rồi nói cho đáng lên là bao nhiêu đó, trở đi về. Nè, đó, ra đây ha. Rồi, trở đây. Thì khi á, tôi nói mọi người để lưu ý cái bài học này cũng rất là dễ làm. Không có gì khó đó. Đây nè, mình nắm cái ngón tay nè, ngay cái mắt nè. Giật. Vậy thôi. Đây nè, giật. Nghe không? Đây nè, giật. Rồi, cái cục. Ha. Rồi, cái cục nữa. Nghe không? Rồi, giật. Rồi, xong bắt đầu lắc cổ tay. Ha. Gặp một cái ha. Rồi bây giờ da ấp da mềm, cái tay mềm. Rồi thì giơ tay kia lại ha, cái đó là không nói tay kia nè, đó khác liền ha. Nhưng mà điều quan trọng là gì nè, bây giờ cái tay này quay lên đi coi được bao nhiêu. Lên cao rồi ha. Ok, nhưng mà đó là mới chơi thôi. Mới thôi nha. Mới rồi. Lôi ra đi. Rồi. Ta là đau quên rồi. Đây là đau rồi. Làm phải đau trước. Ok. Cái gì đấy? Đây này. Cái này thì để vô cái nó cứng liền ha. Ha. Không gặp được bắt đầu bước xuống này để lại thử làm sao để chơi.
Bạn chơi mà. Rồi, để lại đi thử coi. Không lên, vô tổ à, nằm tiếp đi. Nằm tiếp đi. Trong rửa cho anh hỏi. Đấy. Rồi. Thì mọi người thấy là cái xương đó là anh này bị lỗi. Mình từ trước nay không biết. Cứ để nguyên vậy đi. Rồi để xuống. Hồi đó dù có được kéo lần nào chưa? Kêu thấy không? Đây lần đầu phải không? Bây giờ nói thử cảm giác này sao? Ê, nằm xuống chơi chưa? Cứ chuyện cho nằm để về cái ý kiến coi. Nằm là thấy kéo là thấy sao? Giờ nó đang ở miền cực lạc đó thôi ạ. Bỏ bốn ra cha, tụi mình liền nó có nhiều không? Đi, sổ số kiến thiết gì đây? Rồi, coi chân lại. Rồi nằm thẳng ra. Thẳng người ra, thẳng người ra, thẳng người ra đó. Rồi nhấc cái giò lên. Rồi anh qua kia. Cứ ngắt này người, cứ ngắt giống như ông gì đó. Tê mê quá đã. Ông đoàn thì điện hả? Không phải là cực lạc là đâu, tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng, thầy đừng có lên gọi vạn sanh nha. Thầy có lên gọi vạn sanh rồi là dân gian kiểu này khổ lắm. Cho em hỏi anh một câu. Anh thấy sao ạ? Dạ. Có ý kiến gì không? Theo tôi nhận xét thì cái bộ môn thập địa liên tâm này nó rất là công hiệu.
nhiều cái khía cạnh lắm, chứ không phải là một cái việc mà lưng hay là này nọ, nó còn nhiều việc rất tốt. Theo tôi là bao nhiêu năm nay tôi vẫn theo dõi, thậm chí liên tâm mấy năm trời, ngày nào cũng theo dõi, chứ không phải là tôi thấy kết quả nhiều. Thầy Châu làm nhiều cái kết quả rất là mỹ mãn, giúp cho dân chúng rất thành công. Anh là cũng là một cánh tay nối dài của thầy Dư Quang Châu ạ, giúp biết bao nhiêu đồng bào ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Nghe bộ đội phát biểu này, bộ đội là bữa nay là hay lắm, mình phấn khởi lắm. Dạ, bởi vì cũng trước tiên là xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu và toàn thể các bác anh các chị ở đây. Thì thực ra là tôi cũng là bị thoái hóa đốt sống cổ nó cũng nhiều năm rồi, nhưng mà được thầy các chị đến hôm nay là rất là tốt rồi. Không có gì là hơn được bằng cái, nếu mà mình đi chữa ở bệnh viện thì có thể là tiền 100 triệu cũng không thể chữa lại. Mà ở đây chỉ có một lần thôi, nhưng mà thấy cái sự tiến triển nó quá là tuyệt vời như này thì không có gì hơn, chỉ biết cảm ơn và cũng cảm ơn thầy để thầy sẽ chữa trị cho nhiều người để được khỏi bệnh hơn, để cho họ không phải mang đến những cái nỗi đau khổ cho hoặc là nỗi buồn cho gia đình họ. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.